Bức thư gaming đây, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình có một cái game mà cái đồ họa của nó khá là đặc biệt các bạn ơi. Game này thì tên là Don Thức Tolian Bia, tức là đừng chạm vào bia của Tolian. Tolian là một cái nhân vật ở trong cái game lần này. Game này thì đồ họa của nó giống như là những cái miếng thùng cắt tông ấy, được cắt ra và ghép lại các bạn ơi. Trông rất là thú vị. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu vào game luôn nhé. Hay là à, cái này là cái phần chọn ngôn ngữ các bạn ơi. Mình đã chọn ngôn ngữ tiếng Anh rồi. Đây. Đây là sau khi Oleg và Tolian tìm thấy một ngôi nhà. Tolian bắt đầu uống rất là nhiều. Rồi. Tức là sao đây? Mình đang ở đâu thế này? Ủa, chuyện gì đang xảy ra nữa các bạn ơi? Có vẻ như là Tolian đang đi tìm bia đúng không? Chuyện gì đó xảy ra khi Tolian uống quá nhiều bia các bạn ơi? Mình nghe thấy tiếng nhưng mà mình vẫn chưa thấy đâu cả. Game thì chúng ta có thể trốn được ở đâu không? Nhà mấy cái thùng cái mảnh thùng giấy mà có hình chìa khóa các bạn cười. Đúng như mình nói là game này thực sự là được cắt và ghép. Hả? Chúng ta cần tìm ba cái chìa khóa cho cái cửa ở trung tâm. Cần tìm ba chìa khóa lận. Giờ mới tìm được một cái ở dưới này thôi. Đây ở trên à. Ê! Quầy Li Tolian bị cái quái quỷ gì đó. Nó bảo là nó sẽ gọi là ít mình khi mà tìm thấy mình các bạn ơi. Đừng có giữ mà. Mình đã làm gì nó chứ. Ồ, mình đã kịp thời núp vào trong đây các bạn rồi. Không biết là ở đây ở đâu nữa. Cửa đã bị khóa rồi. Ủa? Nó vừa đi ngang qua các bạn ơi. Còn có cái lầu ở trên nữa. Ê! Nhanh thế. Mình còn chưa kịp thấy gì luôn.
Con đi bị gì đó? Nó chỉ bắt mình về phòng thôi các bạn ơi, chứ nó không làm gì mình cả. Nhưng mà nghe thấy tiếng chân của nó rất là gần. Không biết là con này đang nhắm đến cái gì. Rồi nó chỉ vì nó sợ mình chạm vào bia của nó cho nên là nó mới bắt mình về phòng đi ngủ sớm nhé. Mình chỉ muốn mở cái cửa chính thôi chứ mình không có chạm vào bia của nó đâu. Nó phát hiện ở mình chưa vậy? Ơ kìa. Mình cứ nghe thấy tiếng chân của nó các bạn ơi. Chưa thể ra vội được. Ê! Trời ơi, mình trốn sai rồi. Con thằng này bị gì thế? Bây giờ mình đã biết là nó chị gọi là... Nó chỉ bắt mình đi ngủ thôi các bạn ơi. Chứ không có vấn đề gì để sợ cả. Việc mình cần làm bây giờ là đi tìm chìa khóa các bạn. Mình không biết là như thế nào nữa mà mất đi kiên nhẫn. Nhưng mà mình sẽ không chạm vào bi của nó, yên tâm đi. Nhưng mà sao nó ở gần đây thế? Sao con này ở gần thế? Đồng ý là nó chỉ bắt mình về phòng thôi. Nhưng mà nó ở gần thế này thì làm sao mình có thể di chuyển? Mình là cái con này các bạn ơi. Mình là cái con này, là cái con OLED này này. Toilet phát. Đi toilet một cái thôi. Đừng nói quậy đó, tính mở toilet vô nhá. Quậy đó mở từng cửa phòng một các bạn ơi. Ôi. Nó mới mở cái cửa kia các bạn. Đây, nó đi qua kìa. Nhanh thế không biết nữa. Có cái chuyện gì mà làm cho nó đi qua chỗ này hoài thế?
Ôi, cuối cùng mình cũng đến được chỗ này các bạn ơi. Tiếng của nó rất là gần, không biết nó ở đâu. Lại quay lại như chỗ lúc đầu rồi. Nói chung là những căn phòng ở đây nó cũng khó khăn lắm, nhưng mà cái chỗ kia nó bị khóa lại rồi, không biết là lấy chìa khóa chỗ nào đây. Game là tiếng chân bởi làm sao ấy. Mình nghĩ chắc là nó đang ở dưới. Lấy được chìa khóa màu đỏ rồi. Qua đây phá cho an toàn, sau đó mình sẽ qua kia để mở cái cửa, không biết là có đúng hay không thôi nha. Lấy được chìa khóa màu xanh lá rồi. Sao nó mở cửa liên tục thế? Hết cả hồn. Cái này, cái cửa này đóng rất là khó khăn như vậy rồi. Nó đang ở đâu thế? Game này rất là vô lý nha. Tại sao cái con này lại ở cực kỳ gần luôn? Mới vừa định mở cửa ra là nghe thấy nó nữa. Đừng có đùa nhé. Hả? Khốn nạn. Ok. Ừ, mình đang cầm chìa khóa trên tay luôn các bạn ơi. Toilet chứ mày. Để đi toilet. Đừng có giữ ma chứ mày. Định rơi cái gì khóa luôn rồi. Nhanh thế này. Thì cái game này nó chỉ được một chỗ ấy, là mình bị bắt chỉ đi về phòng ngủ thôi. Chứ không có gì gọi là nguy hiểm cả.
Nhưng mà mình không làm được cái quái quệ gì bởi vì cái con này nó đi rất là nhanh. Còn một chìa khóa nữa các bạn ơi, không biết là chìa khóa nằm ở chỗ nào. Chắc chắn không phải là cái này rồi. Rồi nó phát hiện ra mình rồi à? Mình vẫn chưa mở cái cửa phòng đó cơ mà. Không phải là mình là cái con này các bạn ơi. Con này nó bị nhốt chỗ này rồi. Đây rồi các bạn. Còn một chút nữa thôi. Vì đại sự cho nên là mình phải chờ một tí nữa là mình sẽ ra đó mở được cái cửa. Rồi, thoát được rồi các bạn ơi. May quá. Ơ? Mình thoát được rồi mà sao mình phải chạy nữa? Ảo lòi thật. Đây là gì đây? Mình đang ở trong nhà mà tại sao lại mình lại gọi là ở một cái không gian nào như thế? Rồi bây giờ mình chỉ muốn chạy thoát khỏi cái con đó thôi. Ok rồi các bạn ơi, ánh sáng chân lý. Nó vẫn đuổi theo phía sau mình các bạn ơi. Ê? Chạy thoát thôi à? Khúc cuối tiện quay lại nhìn thêm phát nữa các bạn. Nói chung là game này thì cái con này nó cũng không có làm gì mình cả. Nói chung là mình cũng đâu có chạm vào bia của nó đâu. Mình còn không biết là bia nó đã chỗ nào nữa cơ. Mình chỉ muốn tìm cách để mà thoát khỏi căn phòng này. Bởi vì thằng này nó uống say lên thì nó lại trở thành một đứa rất là kinh dị, đi lang thang trong nhà để mà tìm cách bắt mình bỏ vào phòng. Khá đáng sợ các bạn ơi. Rồi thì đây là một cái game mà có cái đồ họa được làm từ những cái thùng cắt tông. Nhưng mà nó lại gọi là trông rất là thật các bạn ơi. Nhìn những cái đồ vật thì trông rất là thật. Và kể cả cái đứa mà đuổi theo mình thì cũng được làm bằng thùng cắt tông, trông cũng khá là đáng sợ luôn. Nói chung là tác giả đã tìm thấy được một cái sự vô hạn từ thùng cắt tông các bạn ơi. Rồi, video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này nhé. Nếu mà thích video này hãy bấm chung một like, đăng ký nếu có chuyện mới. Đừng quên lấy cái chuông để nhận được nhiều hồng bông mới nhất đến mình. Hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye.